Tôi có hỏi vài người mà làm việc ở trong mấy cái nhà băng này nọ, khi mà tôi sẵn có cơ hội tôi đến ngay khu này á, thì họ nói đúng rồi, cái fire giống như kiểu gọi là cái smog này là do cái fire từ ở bên Canada, mà Canada là cũng xa lắm, ở trong cái đó bên đây New York ở Mỹ mà Canada xa lắm. Tôi cho bạn coi, tôi đứng rất là gần luôn cái tòa nhà mà hồi nãy mà mình thấy nó hơi mờ mờ đúng không, bây giờ nó nằm ở ngay bên đường luôn, ok, mà bạn có thể thấy được. Không biết bạn thấy được không? Chứ mà tôi á, mà nhìn á, thì tôi thấy được nó bị vòng vòng á, chung quanh á, cái tòa nhà nó bị smog rất là đông.